Bước chân vào kinh đô điện ảnh thế giới khi chỉ vừa mới 16 tuổi, Tom Holland đã để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả với màn hóa thân thành cậu bé Lucas trong The Impossible năm 2012 và xuất sắc giành được giải thưởng diễn viên đột phá của Ủy ban Quốc gia về phê bình điện ảnh trong năm đó. Với danh hiệu người nhện trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Tom Holland đang càng ngày khẳng định được vị trí của bản thân trên con đường sự nghiệp trải dài trước mắt. Dù kinh nghiệm diễn xuất của Tom Holland vẫn còn thua xa nếu so cùng đàn anh, nhưng điều đó cũng không làm người xem ngừng yêu mến anh chàng này. What's your name? Lucas Pellet. Tom Holland được biết đến qua các vai diễn nổi bật như Billy Elliot, Lucas và gần đây nhất là Spider-Man của vũ trụ điện ảnh Marvel. Bước chân vào điện ảnh chưa đến một thập kỷ, nhưng Tom Holland đã có trong tay hơn 10 bộ phim điện ảnh, bao gồm những vai anh đóng chính và những bộ phim được lồng tiếng. Tom Holland, chàng người nhện đắt giá nhất màn bạc. Từ cậu bé vô danh đến minh tinh gây sốt màn ảnh Hollywood. Thomas Daley Tom Holland sinh vào tháng 6 năm 1996, vốn xuất thân với tư cách là một vũ công, diễn viên trẻ tài năng của xứ sở sương mù, lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ làm nhiếp ảnh và bố là một nghệ sĩ hài kiêm tác giả sách nên từ bé Tom Holland cũng đã có cho riêng mình một niềm mơ ước cháy bỏng đối với các hoạt động liên quan đến sân khấu. Ít ai biết được rằng, trước khi bén duyên với loại hình nghệ thuật thứ bảy, Tom Holland đã đam mê với những điệu hip hop và múa ba lê. Người hâm mộ không khó để có thể tìm thấy các đoạn video mà anh chàng trổ tài nhảy múa trên các phương tiện mạng xã hội. Anh đã từng được bố mẹ cho đi học tại một trường chuyên đào tạo về nghệ thuật mà ở đó, tài năng thiên bẩm của anh đã được biên đạo múa Lynn Page phát hiện. Nhờ sự huấn luyện tài hoa của nữ biên đạo cùng niềm đam mê về vũ đạo của mình, Tom Holland đã được chọn vào nhóm múa cho vở nhạc kịch nổi tiếng Billy Elliot The Musical năm 2010. Sau 8 lần thử giọng cùng 2 năm luyện tập không ngừng nghỉ, Tom Holland đã được trình diễn vở nhạc kịch ấy với tư cách là người mở màn và mang lại rất nhiều phản hồi tích cực đến từ các vị khán giả. Người nhện thành công nhất màn ảnh nhỏ. Truyền thông phương Tây không nhắc đến Tom Holland bằng những câu từ ca ngợi vẻ đẹp của mình như cách mà họ đã từng làm với nam diễn viên Timothy Chalamet, cũng không khiến báo giới phải chao đảo với nhan sắc của cậu bạn đồng niên Lucas Hedges. Tuy nhiên, khác xa với hai người chuyên cầm trịch các vai diễn trong những bộ phim theo hơi hướng nghệ thuật, thì Tom Holland được sinh ra cho các dòng phim hành động nói chung và chuỗi Spider-Man nói riêng. Vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp mang Tom Holland đến với điện ảnh là vai lồng tiếng cho nhân vật Shaw trong Arrietty năm 2011, một bộ phim hoạt hình của Anh Quốc do hãng phim hoạt hình Ghibli Studio của Nhật sản xuất. Trong một năm sau, Tom Holland tiếp tục góp mặt trong một bộ phim thảm họa sóng thần The Impossible trong vai Lucas. Bộ phim này đã gặt hái vô số thành công về mặt thương mại và cũng là bước tiến quan trọng cho sự nghiệp diễn xuất của anh. Thừa thắng xông lên, Tom Holland liên tục được các ông lớn của kinh đô điện ảnh để ý. Từ đó đến nay, anh luôn góp mặt trong vô số các bộ phim với quy mô lớn nhỏ khác nhau thuộc thể loại chính kịch, giả tưởng mà điển hình có thể nhắc tới như How I Live Now, Locked in the Heart of the Sea. Với những kinh nghiệm diễn xuất được rút ra sau những vai diễn trước, sự nghiệp của Tom Holland lên như diều gặp gió khi đảm nhận nhân vật người nhện và tham gia vào vũ trụ điện ảnh Marvel. Tom Holland có một thân hình dẻo dai nhờ việc khổ luyện múa ba lê nên anh hoàn toàn có khả năng thực hiện mọi pha nhào lộn lẫn hành động khó nhằn của người nhện mà đạo diễn yêu cầu. Từ bé, anh đã là một người hâm mộ cuồng nhiệt của người nhện nên khi được lựa chọn trở thành thế hệ tiếp nối vai diễn những đàn anh đi trước khiến Tom Holland vô cùng vui mừng. Năm 2013, Tom Holland đã bày tỏ nguyện vọng trở thành người nhện trước báo chí và không ai có thể ngờ rằng cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào đã thực hiện được ước mơ thuở bé của mình. Cháu nghĩ có thể là Spider-Man và 10 năm nữa. Chưa đầy 4 năm sau, Tom Holland đã từng bước chinh phục hoài bão của anh chàng. Sau 8 buổi tuyển chọn trong vòng nửa năm, anh chính thức trở thành người kế vị tiếp theo cho vai diễn người nhện. Màn xuất hiện đầu tiên của anh chàng người nhện Peter Parker do Tom Holland cầm trịch là ở Captain America Civil War năm 2016. Không nằm ngoài dự đoán, bộ phim đã trở thành cơn sốt phòng vé với tổng doanh thu lên đến 1,1 tỷ USD trên toàn thế giới và cũng là phim có doanh thu cao nhất năm, kèm theo đó là những lời khen có cánh cho chàng diễn viên trẻ Tom Holland. Đến năm 2017, anh tiếp tục tham gia vào bộ phim tiểu sử được dựa trên cuộc đời nhà thám hiểm Percy Fawcett mang tên The Lost City of Z. Trong phim, anh chàng vào vai Charlie Fawcett, con trai của Percy, và một lần nữa cái tên Tom Holland bỗng chốc phục sáng trên bầu trời điện ảnh khi hàng loạt những phản hồi tích cực đều dành cho chàng trai tài năng này. Tom Holland tiếp tục trở lại bộ đồ đỏ quen thuộc trong bộ phim riêng đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh Marvel là Spider-Man Homecoming. Tác phẩm là bước đệm vô cùng hoàn hảo khi thu về tới hơn 900 triệu USD trên toàn cầu. Chưa dừng lại ở đó, Tom Holland tiếp tục xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh mới nhất mang tên The Spider-Man Far From Home. Ở phần này, khán giả có thể hoàn toàn mãn nhãn với những cảnh chiến đấu khốc liệt kèm theo đó là những cú plot twist đầy bất ngờ làm bộ phim thêm phần gay cấn.
Đặc biệt, báo chí phương Tây một lần nữa ca ngợi khả năng xây dựng nhân vật Peter Parker do Tom Holland đảm nhiệm. Tâm lý của các diễn viên cũng được khai thác triệt để thông qua các khung hình và mang đến thành công ngoài mong đợi cho Spider-Man Far From Home. Vai diễn của Tom Holland trong phần phim này có thể nói là vô cùng tuyệt vời, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho người xem. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khép lại chặng 3 cho vũ trụ điện ảnh Marvel trong không khí hân hoan, ngập tràn niềm vui. Có thể nói việc Sony chia sẻ bản quyền người nhện với Marvel là một trong những bước ngoặt quan trọng đối với nền lịch sử điện ảnh. Và đây cũng giúp cho sự nghiệp của Tom Holland tỏa sáng hơn với quyết định của hai ông lớn. Lý giải vì sao phiên bản người nhện của Tom Holland lại được yêu thích nhất? Xuyên suốt những bom tấn điện ảnh như Avengers Infinity War và Avengers Endgame, chàng người nhện do nam diễn viên thực lực Tom Holland cầm trịch đã dần chiếm được cảm tình mạnh mẽ từ khán giả. Trước tiên, ta phải bàn đến ốc hài hước của người nhện thế hệ mới này. Ở Captain America, Civil War, Peter Parker, Tom Holland thủ vai đã mang đến những trận cười sảng khoái cho người xem vì tật nói nhiều của chính mình. Trong khi các người hùng đang chiến đấu khốc liệt ngoài chiến trường đổ nát, thì anh chàng người nhện vẫn còn đủ tâm trí để lân la bắt chuyện cùng Falcon, thành viên bên đội Captain America. Thậm chí, ngay cả khi đã được hồi sinh trong Endgame, anh chàng cũng không ngừng huyên thuyên đủ thứ về những chuyện đã xảy ra với Doctor Strange và Iron Man. Bằng cách này hay cách khác, Tom Holland luôn biết cách khiến cho nhân vật người nhện của mình được khán giả yêu quý nhờ tính cách trong sáng, đáng yêu như một đứa trẻ mới lớn. Ngoài ra, vì được xem là diễn viên trẻ tuổi nhất trong biệt đội siêu anh hùng mà cái cách anh làm mới nhân vật người nhện vốn đã quá quen thuộc với bao người cũng vô cùng sáng tạo. Qua những loạt phim đình đám, Tom Holland luôn gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tràn đầy năng lượng và khiếu hài hước của một chàng trai 21 tuổi. Việc anh cân bằng khá tốt hai yếu tố giải trí lẫn nghiêm túc đã tạo nên sự tươi mới cho nhân vật. Tom Holland chia sẻ, Tony Stark là một tỷ phú và trên thế giới có rất ít người như vậy, nhưng mọi người có thể tự liên hệ bản thân với Peter, bởi ai cũng từng tới trường, cũng từng gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với những cô gái, bản thân tôi cũng từng như vậy và tới giờ vẫn vậy. Tôi luôn là một kẻ có vóc dáng nhỏ con trong lớp, một cô gái 16 tuổi sẽ thích hẹn hò với một cầu thủ rugby thay vì một thằng nhóc diễn viên múa. Hơn hết, Tom Holland gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ là bởi họ có thể dễ dàng bắt gặp được hình ảnh của mình trong chính nhân vật người nhện này. Anh đã truyền tải được sự gần gũi, thân thiện và cũng rất đời thường, rất chân thật đến khán giả. Tom Holland đã ký hợp đồng 6 phim với Marvel cùng với sức ảnh hưởng to lớn đến từ nhân vật Peter Parker do anh thể hiện. Rất có thể người nhện sẽ trở thành một trong những siêu anh hùng nòng cốt cho loạt phim Marvel tiếp theo. Anh có một đời tư sạch sẽ và không vướng tin đồn, điều này góp phần làm nên tên tuổi của nam diễn viên. Thêm vào đó, Tom Holland rất hay giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội và thậm chí còn xuất hiện thăm các em thiếu nhi ở nhiều bệnh viện cùng diện mạo người nhện để giúp đỡ những ai có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ bấy nhiêu thôi thì Tom Holland cũng đã xứng đáng là chàng Spider-Man được yêu quý nhất trên bầu trời sao Hollywood, và anh chàng luôn biết cách làm mới mình và thu hút đối với người hâm mộ. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.